Đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà đất Ba Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà mặt tiền đường Cống Lở thuộc phường 15 quận Tân Bình nha. Căn nhà mặt tiền với diện tích ngang 4m2, sâu 19m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu và giá bán chỉ có 12 tỷ 500 triệu đồng thôi. Căn nhà mình hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp với những anh chị cô chú nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Một căn nhà mặt tiền kinh doanh buôn bán làm đầy đủ các lĩnh vực luôn. Rất là đẹp, rất là sang trọng luôn nha anh chị. Mặt tiền đường Cống Lở rất là đông đúc nha. Đây chúng ta thấy này, đường cực kỳ đông xe luôn. Đường Cống Lở thì rộng khoảng tầm lòng đường khoảng tầm 10m và mỗi bên chúng ta có vỉa hè tầm 3m này nha. Rộng lên tới phải tầm 15-16m nha mọi người. Và con đường này có vỉa hè, có đèn đường cũng như là có cây xanh. Xe cộ đi lại cực kỳ đông luôn. Mặt tiền đường Cống Lở thuộc phường 15 quận Tân Bình. Giá bán chỉ có 12 tỷ rưỡi thôi, bằng một căn nhà trong hẻm thôi nha anh chị. Căn nhà mặt tiền kinh doanh rất đầy đủ lĩnh vực luôn. Tiệm thuốc tây, nha khoa, tiệm tóc, chúng ta buôn bán mỹ phẩm online, buôn bán tạp hóa, bán đồ ăn sáng, đồ ăn vặt, đầy đủ nha. Căn nhà mình hướng chính là hướng Tây Bắc và chúng ta sẽ có một khoảng phía hè được khoảng tầm 2m rưỡi 3m này. Phía trong thì có cổng sắt và mặt tiền thì làm theo kiểu tân cổ điển, máy thái và chạy đèn led rất đẹp nha anh chị. Căn nhà mặt tiền đường Cống Lở thuộc phường 15 quận Tân Bình, giá bán chỉ có 12 tỷ 500 triệu đồng thôi. Hướng nhà là hướng Tây Bắc nha anh chị. Nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán sầm uất mà giá chỉ bằng nhà căn trong hẻm thôi. Khoảng sân dài được khoảng tầm 3m, chúng ta có thể đậu xe máy vô tư. Kinh doanh buôn bán thì chúng ta để khu vực này để đậu xe máy nha. Phía trong thì chúng ta sẽ có một bộ cửa gỗ đỏ và một lớp cửa kính rất đẹp. Trong này là khu vực và gara ô tô hoặc là chúng ta làm khu vực phòng khách buôn bán ở đây. Chủ nhà có tặng lại một bộ bàn ghế gỗ có đỏ trị giá khoảng tầm 50 triệu đồng. Trên thì chúng ta có bộ sofa và bên trong thì có bộ bàn ăn gỗ sồi. Trần được bố trí thạch cao và một cái đèn chùm có quạt trần. Sàn được ốp sàn gạch 80. Chủ nhà thì tặng full nội thất với tới cả tỷ đồng. Chúng ta được trang trí rất đẹp, rất là cao cấp nha anh chị. Một căn nhà mặt tiền đường buôn bán sầm uất tất cả mọi lĩnh vực và giá tiền chỉ có 12 tỷ rưỡi thôi, bằng nhà trong hẻm luôn nha anh chị. Ngang 4m2, sâu tới 19m nha. Nhà mặt tiền rất đẹp luôn. Bên phải thì có một bức tranh mà nó thành công. Và di chuyển vào trong đây thì chúng ta sẽ đến với khu vực cầu thang. Cầu thang thì sẽ được làm trụ và tay vịn là gỗ cam xe, ốp đá hoa cương và kính cường lực dày một phân. Cầu thang đúc rộng tầm 90. Đối diện thì có tủ rượu. Phía phòng bếp thì chúng ta sẽ được làm tủ bếp gỗ an cường, tặng lại bộ bàn ăn gỗ sồi 6 ghế này. Trần bố trí thạch cao có quạt trần. Và tặng lại tủ lạnh Toshiba luôn. Căn nhà mình diện tích rất là dài. Có tới 4 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, có phòng thờ, sân thượng phía trước. Hướng nhà là hướng Tây Bắc nha anh chị.
Phía sau này chúng ta có toilet và khoảng giếng trời. Nhà mình thì giá bán chỉ có 12 tỷ 500 triệu thôi, giá bằng căn nhà trong hẻm. Căn nhà mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán mọi lĩnh vực luôn. Mặt tiền đường chính nha anh chị. Mặt tiền đường Cống Lở thuộc phường 15 Tân Bình. Nay nó đổi thành đường Nguyễn Thị Trọng hay sao. Và chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực phía bên trên tầng lửng nha. Nhà rất đẹp, rất là sang luôn. Giá tiền thì hợp lý rồi. Anh chị cô chú nào quan tâm thì hãy nhanh tay gọi ngay về tới bên em. Được tặng lại một bộ bàn ghế gỗ gò đỏ trị giá khoảng tầm 50 triệu này. Trần thạch cao và có đèn chùm rất đẹp. Phía trên tầng lửng thì chúng ta sẽ được tặng lại một bộ sofa. Rất nhiều nội thất ở trong căn nhà này. Trên này cũng được ốp sàn gạch 80. Tặng lại sofa và kệ tivi. Sofa ra khoảng tầm 20 triệu. Trần có đèn chùm thạch cao. Và tầng lửng thì chúng ta sẽ bố trí làm phòng khách nha. Có cửa sổ ra giếng trời. Giá chỉ có 12 tỷ 500 triệu thôi, bằng với nhà trong hẻm luôn. Ta có ngay một căn nhà mặt tiền kinh doanh buôn bán mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề. Ở đây thì anh chị có thể kinh doanh tất cả mọi lĩnh vực nha. Và chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực phòng ngủ số 1. Nhà làm theo kiểu lệch tầng. Phòng ngủ thì chúng ta được tặng lại máy lạnh, giường 2m kèm với tủ quần áo. Phòng thì có toilet riêng. Rất là rộng nha anh chị, phòng ngủ cực kỳ rộng luôn. Phía ngoài chúng ta có ban công đúc 1m2, cửa nhôm xi pha và lan can là sắt CNC, chạy đèn LED và cột thì được sơn giả đá nha anh chị. Căn nhà mặt tiền đường Cống Lở thuộc phường 15 Tân Bình nha. Ở đây thì chúng ta di chuyển về nó sát với chợ Phạm Bạch và trục đường Trường Chinh. Rất gần với chợ Phạm Bạch luôn. Đường này nó sát với chợ Phạm Bạch nên anh chị có thể kinh doanh đầy mọi lĩnh vực nhá. Anh chị nào đang xem video thì hãy nhanh tay gọi ngay về tới bên em. Vì căn nhà này là căn nhà mặt tiền, giá chỉ bằng nhà trong hẻm thì rất là hiếm luôn nha quý vị. Khu vực nhà vệ sinh thì chúng ta có cầu khối và gạch ốp cao lên hết tường nha. Di chuyển lên trên thì chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ giống y như phòng số 1 nha mọi người. Cũng có nội thất, giường, tủ, máy lạnh hết luôn. Cầu thang thì đúc thấp, tầm nhịp tầm 15, rất là dễ đi. Phòng ngủ có hết này, giường nệm máy lạnh, giường toàn bộ giường 2m nha anh chị. Ngang 4m2, sâu tới 19m, nhà mình không có lộ giới. Một căn nhà mặt tiền, kinh doanh buôn bán sầm uất luôn. Trên này là phòng ngủ số 3. Phòng số 3 thì giống y như bên dưới thôi. Ta cũng có tặng nội thất giường máy lạnh như vậy. Và lên trên thì sẽ đến với phòng ngủ số 4 và khu vực phòng thờ, sân thượng trước. Cửa toàn bộ là cửa gỗ cam xe. Phòng số 4 này cũng rộng rãi nha. Và trên này sẽ là khu vực phòng thờ. Phòng thờ thì chủ nhà có làm nhà vệ sinh ở đây luôn. Hoặc chúng ta có thể để máy giặt ở đây. Này, chưa có để bồn cầu. Nếu chúng ta muốn để máy giặt cũng được. Và ở đây thì chúng ta có làm máy lạnh sẵn luôn rồi. Phòng thờ nhé. Phía trước này là khoảng sân thượng cho chúng ta phơi đồ, trồng cây. Đã được làm mái thái bên trên. Căn nhà mặt tiền đường rất là tuyệt vời luôn. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.